Em là không rồi đó, em là không rồi đó, em là người low tech low key á. Em cũng vậy, em chưa bao giờ kiểu kiểu săm soi lướt mạng, em ít trả lời cái kiểu tin nhắn lắm luôn á. Ai có gì em thì gọi điện thoại cho em sẽ kiếm em nhanh nhất, chứ không phải là nhắn tin cho em. À, không phải lướt theo cái kiểu mà cái tài khoản của mình, mà ví dụ như ở trên mạng xã hội ngày hôm nay có drama gì Đúng đúng nè đúng đúng rồi đó. đó, rồi tìm hiểu những cái trào lưu hay là cái gì đó hôm nay có gì hot đó, cái chuyện gì đang xảy ra là mình cũng hay tìm hiểu để mình biết á. Thực tế là em là người không biết cái đó luôn á, em không có kỹ năng đó luôn nha. Nhưng mà em có một cái điều mà em có thể biết được là em có những người bạn rất tuyệt vời, những cái người bạn đang ngồi ví dụ như một cái người chị ngồi trước mặt em đây, là có chuyện gì em ví dụ chị dạo này có chuyện gì vậy, tại sao À, vậy là chị biết em ai, là em đang nói Khả Như đúng không? như sao gọi là chị thiệt luôn á Ủa, tại vì em chưa từng hỏi chị mấy cái đó mà, cho nên em. là chị đang tự hỏi là ai, À vậy hả, những người vậy bạn tuyệt thôi vời của em em là tưởng ai? tượng ra thôi. Dạ đúng rồi, một cái chị nào đó mà kiểu chị có nắm được thông tin, nó có kỹ năng lướt á, với lại chị cũng làm cũng bên truyền thông á, cho nên là chị cũng nắm được nhiều thông tin á. Thì ví dụ như thực nói một cách nghiêm túc thì em cũng là cái người không có thực sự quan tâm. Cái thứ hai là em cũng không có kỹ năng, nhưng mà có một điều may mắn là tại vì khi mà em làm việc với nhiều người á thì mọi người hay nói với nhau về cái chuyện là bây giờ chuyện nó đang xảy ra chuyện này chuyện này chuyện này chuyện này. Hoặc là em đi diễn kịch á thì mấy đứa nhỏ sân khấu á thì bây giờ em nói là em muốn diễn này nè, mấy đứa ở trên mạng đang có chuyện gì vậy, thì mấy đứa nó sẽ dạy em là bây giờ đang có chuyện này nè, giờ anh diễn này cái chuyện này đi, là khán giả người ta sẽ bắt biết được cái chuyện đó. Đó là cái em đó. Không có bắt trend, không biết trend mà đi làm một cái bộ phim rất trend hết, ngộ ha. Trời, chị nghĩ sao vậy? Thì bởi vì em đã kể rồi là xung quanh em có rất nhiều đứa giỏi mà. Cho nên là em sẽ hỏi mấy đứa nhỏ Tức xung là quanh em. cái đầu vô của ảnh không phải là trực tiếp, mà cái đầu vô của ảnh đôi khi nó là cái sự gián tiếp, đôi khi là ảnh biết hết á. Em cũng vậy. Là đôi khi là biết mà giả vờ không biết đó hả, đúng không? Tức là chắc em nghĩ là em với anh Ngọc giống nhau ở chỗ là đôi khi không mình không cố gắng mình tìm cái chuyện đó, mà cái chuyện đó nó ập tới với mình. Nhưng mà em là được cộng đồng mạng đặt rất là nhiều biệt danh, và kiểu như là ở social là tên của Quốc Khánh khá là nổi Đúng đó. rồi. Em nói em không biết, chị cảm giác sao khó tin quá. Em nói thật với chị luôn á, là tất cả những tin tức trên mạng đều là bạn gái em nói cho em nghe hết. Tức là khi mà bạn gái em nói ủa anh có biết thông tin như thế này không, cái em lúc nào cũng ủa có hả, thì em sẽ móc điện thoại ra em coi, em nói à rồi hết. Nhưng mà em cũng phải biết là em hot ở trên social chứ hả? Em không thể nào tự đánh giá bản thân em được, tại vì khi mà em tự đánh giá bản thân em thấy bản thân em tiêu cực lắm. Em có góc nhìn rất là tiêu cực về bản Ủa thân tự nhiên em. đánh giá bản thân mình mà sao đánh giá tiêu cực, mình Ủa, phải đánh tại giá sao tích em đánh cực giá em chứ. tiêu cực chỗ nào? Em chả biết, ông trời sinh em ra là như vậy, tức là em không thể nào nhìn em một cách khách quan được. Sao kỳ vậy? Nói chung là cái em thấy con người em cũng thú vị, cute, dễ thương. Tức là em khi mà em làm một cái sản phẩm nào vô có thể cả chục người khen em, nhưng mà em vẫn nghe, em vẫn hiểu á, em đôi khi em vẫn biết họ khen đúng á. Nhưng mà em bị cái tật trời sinh em là em cứ nhìn chằm chằm vào những cái mặt hạn chế của mình, sau đó em đắm chìm vô nó, em phân tích nó, em nghĩ về nó nhiều. Cho nên để mà khi mà người ta hỏi em một câu là mày thấy mày giỏi không, hay là mày thấy mày ok chưa, thì câu trả lời của em lúc nào cũng thấy tao thấy tao tệ, chưa ổn Ủa? lắm. Sao vậy? Nhưng mà em không sao, em enjoy với cái chuyện đó nha. Em biết, tức là em biết, tức là em biết là em xấu tính, em biết là em tiêu cực, cho nên là mỗi lần em trải qua chuyện đó em thấy bình thường. Giống như tối nay sau khi phim chiếu về, ai khen em thì khen, em không tin. Em nằm đó em suy nghĩ mình đã còn thiếu cái gì, hạn chế cái gì, nằm đó suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ, xong rồi tận hưởng cái sự mà gọi Tiêu là cực đó. tiêu cực đó của mình. Xong rồi đàn hồi đọc lại những cái tin nhắn của bạn bè của anh em, xong rồi mình giống như là mình tập gym, xong rồi mình ăn uống lại cho mình khỏe khoắn rồi mình đi ngủ thôi. Giống như là em đã trải qua cái chuyện đó nhiều rồi, cho nên em cũng quen lắm rồi.